Dạ của chú chị nha, em có một về một con MI 2006U Makita ha, Makita Nhật ha, chính hãng. Con được cái là con này nó xài chế quanh bộ hai kim luôn, xịt luôn ha, hai kim luôn nên là xài nó rất là nhạy nổ và nó bền, bóc máy ha. Máy này như mới luôn nha, cái dây giật này, con máy này nó xài lướt nha mọi người, xài lướt, này độ sáng nổ luôn nha, chưa có dọn hết đó, độ sáng, bô là bô màu đồng nha. Makita, ok. Tay ga bóp này, công tắc ở trên tay lái nha. Nó thả ra nó lợi nhã luôn, như mới luôn nha, ốc của nó rất là mới. Cần zin nha, đầu bò zin. Chén đủ nha. Rồi, nổ máy. Giật mạnh lên, giật lên. Bây giờ tắt lên, giật lại cái nữa. Nhẹ nhẹ nhàng nha, 3-4 ly ha, nhẹ nhàng nha, mới tính luôn. Cái này chưa có dọn nhưng mà nổ về dùng luôn nha, tại vì con này nó xanh nước này, để cho một người 1.350.000 nha, bao ship luôn nha, 1.350.000 bao ship cho này về dùng luôn, về dùng khỏi cần dọn nha.